Xin chào cả nhà đã đến với Nông Cơ Trong Sang ngày hôm nay. Bây giờ bên em sẽ mang cho nhà một em Xtend 028AV bản Warbot tay nhựa. Đó, giờ đây là lam xích em nó, lam xích 5 tấc rưỡi nha nhà. Đó, đứt nè, gật mà đi, nó hơi ngược nha cả nhà. Đây, gật mà đi, đã chưa? Lam Latin nha. Đó, nguyên bản hai máy. Máy móc thì nguyên bản, nghiêm chỉnh, đẹp luôn. Bây giờ em mời cả nhà xem chi tiết về con này nha. Chào cả nhà, đây là bộ phận lốc máy của em Xtend 028 Warbot nha cả nhà. Đó, rất là đẹp ha. Lốc lết, ốc ác đồ vàng khè hết nha cả nhà. Thì máy móc bên trong sang thì riêng nguyên bản, và đặc biệt những con máy đẹp thì bao cả nhà là đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết. Đó, phần lốc này thì mời cả nhà xem. Đây là bích tông, bật đèn led lên cho cả nhà coi cho nó dễ. Đó, rất ít đóng khói cả nhà. Đó, đây vân ngang cực kỳ đẹp ha. Đó, rất ít đóng khói, máy này nó cũng ít xài ha cả nhà. Đó, hai con ốc, và trên này là cái mã số máy của em nó. Em tắt đèn led đi. Đây, 11 8648 693 ha, 11 8648 962. Máy móc thì zin nguyên bản, chưa chẻ đầu, chưa gớt lóc nha cả nhà. Con máy này còn quá đẹp. Rồi, bây giờ em sẽ cho cả nhà xem phần chụp giật cũng như là gáp con máy vô từng bộ phận. Và đây là phần ốp lam irin nguyên bản theo con máy nha. Rồi, Xtend with gặp money đây. Đó, máy còn rất là đẹp ha. Trong này nó sẽ đóng Xtend đây. Đó, máy rất là đẹp. Đó, đây dây giật kia nguyên bản nè, cho giật nè. Rồi, bây giờ sẽ gấp vô. Đó, các nhà cùng thấy ha. Bên này là phần bô máy zin nha cả nhà. Đây, Xtend bô còn rất là đẹp, phải nói là bô quá đẹp. Đó, cái bô này nó sẽ là miếng gòn. À, cả nhà lưu ý ha, nó có miếng gòn là mới được nha. Đây, này là cái ốp lam nha cả nhà. Đây là cái ốp lam nguyên bản theo máy ha. Đây, ốp lam này nó còn rất là đẹp, nhưng lý do vận chuyển ha, nó hơi đổ nước sơn đây. Đó, lý do vận chuyển, máy xài nhiều thì bên trong này nó nhừ hết trơn à, nó không còn nước sơn đâu ha cả nhà. Đây, các bạn nhớ vô gì là xong, khá đơn giản. Dòng này thì nó sẽ ship 25 nha cả nhà. Đây là cái dàn áo zin em nói nha cả nhà. Đây, Xtend 028 Warbot rất là đẹp nha. Giờ đây, Xtend nó sẽ đóng trong đây dàn áo zin ha. Và bên này là con ốc giữ, giữ dàn áo. Rồi, bây giờ em sẽ gắp vô nha. Thank you.
Tiếp theo đó là phần bình xăng con ha nha. Đây là bình xăng con, nhiều bác gọi là chế hoạt khí á. Đây. Nó được sản xuất tại Singapore của hãng Wambo. Đó, được dành riêng cho Itin, đóng xe ở đóng chữ Itin. À. Itin Wambo. Đó. Nhìn đã ha, nhìn cái chế đã thiệt chứ. Để lấy nét cho cả nhà. Ghiền không? Đó, gáp vô nó sẽ nằm như vậy. Rồi bây giờ sẽ gáp vô nha cả nhà. Tiếp theo đây là cái lọc không khí nha cả nhà. Đó, đằng đó là cái chụp que. Đây là lọc không khí. Lên nguyên bản nha. Thì thằng này ở ngoài nó sẽ đóng. Đây, đóng chỗ này. Đó. Có dòng nó không đóng nha. Đó, đây Itin đây. Cả nhà lưu ý sau này đây, có dòng nó sẽ đóng ở trong. Nếu mà đóng ở trong thì nó có cái lẫy đây, nó có lẫy trong này. Nghe không tay vô. Này ra, đó, nó sẽ tách làm hai. Đó cả nhà vệ sinh thì nó cũng vậy thôi. Đó, đây ha. Một nó sẽ đóng trong này, hai là đóng dưới này. Đó, không là đóng dây dập bên này ha. Đằng này thì đóng ở ngoài rồi. Đẩy vô, nhấn vô là vô. Vô. Thì là để vô thôi các nha, dặn ốc này lại. Xác vô chút. Đây là phần bue. Nắp bue. Đã không? Nhìn đã chưa? Đây, cái tin nó sẽ đóng bên này. Chết bài ngược rồi. Đây nha các nha. 1118. Qua đã. Rồi, cái này thì chỉ ấn như đây thôi. Hình như nó ăn khớp hai bên hết nha. Đây hai mẫu này, mẫu này với mẫu này nè, nó sẽ vô trong hai cái này. Cả nhà sau này cả nhà về cả nhà có vệ sinh đó, cả nhà cũng lưu ý ha, nó sẽ vô hai bên như thế này, vừa cái áo nó mới đẹp được. Vậy thì mình nhận vô thôi. Nhận vô từ từ nó sẽ rút vô, nó khít vô ha. Xong, đẹp đi. Và bên này là bộ lam xích nha cả nhà. Đây là bộ lam xích 5,5 tấc của Itin. Đó, đây là bộ lam xích riêng mẻ theo máy đây. Bên quýt giặt mini. Đó, thằng này là cũng máy đen quýt giặt mini nè. Đó, các nhà có thể thấy. 5,5 tấc nha cả nhà. Đó, xài xích 325 làm Latin. Nhìn cái lam khiếp hồn đẹp không? Rồi bây giờ em sẽ cho xăng, cho nhớt vô và nổ con máy này cho cả nhà nghe nha. Tin 08 đã được gắp hoàn thành rồi nha cả nhà. Rồi bây giờ mời đã đổ xăng đổ nhớt thì căn chỉnh rồi. Bây giờ mời cả nhà nghe tiếng máy nổ. Bảy lít với tầm 46 lít nha cả nhà. Rồi mời cả nhà nghe tiếng máy nha. Bóp ga. Cảm thắng phá xích còn này đủ nha cả nhà. Rồi công tắc bật lên. Rồi cả nhà muốn sở hữu máy này thì cứ liên hệ bên cửa hàng Chống Sang tại thị trấn Gò Đỏ, thành phố Cần Thơ. Itin 028 Wabot làm xích tin nguyên bản dài 5,5 tấc làm Latin quýt gạt mini. Rồi xin chào cả nhà và hẹn gặp lại sau. Clip đến đây kết thúc. Giờ bác nào muốn sở hữu con máy này hoặc có thể con máy này chưa kiếm con máy nào khác đẹp hơn thì cứ đăng ký kênh bên Trong Sang, bên em sẽ gửi đến cả nhà những con máy tốt hơn đẹp hơn nha. Rồi xin chào cả nhà và hẹn gặp lại sau. Giờ chúc cả nhà vô giờ sức khỏe.